Những lời khai gây sốc tại phiên tòa đại án chuyến bay giải cứu. Ukraine sử dụng bom chùm do Mỹ cấp, hậu quả giả phá bom mìn sẽ mất 757 năm. Chipo sau bình luận, đừng hát nữa, cô không làm ca sĩ được đâu. Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin cuối ngày, ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Hoàng Châu Channel. Sau đây là bản tin tổng hợp các tin tức chính nổi bật nhất trong 24 giờ qua ở tại nước ta và trên thế giới. Nếu thấy hay bổ ích, đừng quên ấn đăng ký kênh và để lại bình luận để tạo động lực cho đội ngũ của chúng tôi. Những lời khai gây sốc tại phiên tòa đại án chuyến bay giải cứu. Tại phiên tòa đại án chuyến bay giải cứu, 54 bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát thành phố Hà Nội đã có những lời khai, câu nói nổi bật, thậm chí gây sốc. Theo thông báo của chủ tọa phiên tòa, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 28 tháng 7 tới, hội đồng xét xử sẽ đưa ra phán quyết đối với 54 bị cáo trong vụ chuyến bay giải cứu. Trong những lời khai của các bị cáo, hầu hết cũng nhận thức được sai phạm của bản thân, nêu hoàn cảnh gia đình, những đóng góp cho xã hội, thành khẩn khai báo, khắc phục số tiền nhận hối lộ. Trước tòa, bị cáo Nguyễn Quang Linh, cựu trợ lý phó thủ trưởng cũng đã có lời xin lỗi và hành động ăn năn hối lỗi và mong tòa sẽ xem xét giảm nhẹ mức án. Bị cáo nhận thức được nguyên nhân của những sai phạm là do bản thân không rèn luyện, đánh rơi đạo đức của chính mình, bị cáo Linh nói. Ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ là một trong những nạn nhân của văn hóa xin trò. Bị cáo Dũng cũng cho biết trong suốt một năm ở trong trại tạm giam, bị cáo rất ăn năn hối lỗi, đồng thời nhắc gia đình nộp tiền khắc phục hậu quả. Bị cáo mong muốn hội đồng xét xử xem xét thêm cho các bị cáo từng là đồng nghiệp của bị cáo tại Bộ Ngoại giao vì đã có những nỗ lực trong công tác phòng chống dịch, không phân biệt được ranh giới giữa hành vi dân sự nhận tiền cảm ơn và hành vi phạm tội. Bị cáo Tô Anh Dũng khóc nghẹn nói. Tại tòa trong phiên xét xử 21 tháng 7, bị cáo Nguyễn Thị Hương Lan, cựu cục trưởng cục lãnh sự được giải bày tâm tư nguyện vọng trước khi tòa nghị án. Bị cáo vừa khóc nghẹn vừa nói, sau 27 năm cống hiến tại Bộ Ngoại giao, bị cáo đã sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Bị cáo cũng luôn theo đuổi nguyên tắc làm việc vì lợi ích của nhân dân, lợi ích của tập thể và quốc gia dân tộc, chưa bao giờ có tư tưởng vụ lợi cá nhân, Hương Lan nói, và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm được đoàn tụ với gia đình. Tôi luôn coi công dân bị mắc kẹt và gặp khó khăn ở nước ngoài như người thân của gia đình, bị cáo Lan chia sẻ thêm. Trong phần trình bày của mình tại tòa, bị cáo Nguyễn Anh Tuấn là cựu phó giám đốc công an thành phố Hà Nội cho biết bản thân rất đau xót, ân hận và ăn năn về lỗi lầm của mình. Tôi ngu thì phải chịu, sai thì phải chịu, thương người thì phải chịu, quá tin em mình thì phải chịu, ông Tuấn giải bày thêm tại tòa. Bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5 Cục An ninh Điều tra, Bộ Công an là bị cáo gây chú ý nhất trong phiên tòa này, nhiều lần khẳng định mình bị oan. Tại phiên tòa, bị cáo Hưng khẳng định không chỉ buộc tội oan mà kết luận điều tra và cáo trạng còn bỏ lọt hành vi phạm tội của nhiều người. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Hưng còn cho rằng bị cáo sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để tìm lại sự trong sạch của bản thân. Bên cạnh đó, bị cáo Trần Văn Dự, cựu cục phó Cục Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an còn có phát ngôn khiến nhiều người bức xúc. Dù là tiền vô tình nhận hối lộ nhưng cũng là tôi số đen, không may thì trả lại cho nhà nước cũng được, không sao cả. Trước những lời nói của các bị cáo trong phiên tòa xét xử này, đại diện của Viện Kiểm sát đã bức xúc lên tiếng. Có một số bị cáo lập lờ, đánh lộn việc nhận tiền là cảm ơn. Đây là khái niệm cực kỳ nguy hiểm, gây tiền lệ xấu cho xã hội. Để sang tin tức quốc tế, Ukraine sử dụng bom chùm do Mỹ cấp, hậu quả giả phá bom mìn sẽ mất 757 năm. Cuộc xung đột với Nga đã biến Ukraine thành quốc gia khai thác mỏ nhiều nhất trên thế giới. Washington Post đưa tin hôm thứ Bảy, trích dẫn dữ liệu từ chính phủ và một số nhóm giả phá bom mìn nhân đạo phi chính phủ. Gần 1/3 lãnh thổ Ukraine đã bị ảnh hưởng bởi giao tranh ác liệt và có khả năng sẽ cần đến các hoạt động giả phá bom mìn khốc liệt, tờ Washington Post cho biết. Đồng thời cho biết thêm rằng hơn 173.529 km2 đã bị ô nhiễm bom mìn chưa nổ. Theo tổ chức tư vấn Globsec có trụ sở tại Slovakia, diện tích này nhiều hơn kích thước của Florida và gần tương đương với Uruguay. Số lượng vũ khí khổng lồ ở Ukraine là chưa từng có trong 30 năm qua. Không có gì giống như vậy, Greg Trotter, giám đốc chương trình của tổ chức tư vấn khai thác mỏ phi chính phủ của Anh, nói với tờ Washington Post. Theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, gần 300 thường dân, trong đó có 22 trẻ em, đã thiệt mạng ở Ukraine trong các sự cố liên quan đến bom mìn chưa nổ
từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Washington Post đưa tin, mìn và các loại đạn dược chưa nổ cũng khiến cho 632 thường dân bị thương trong cùng thời kỳ. Cả hai bên xung đột đều tích cực sử dụng mìn trong các hoạt động của mình. Hãng truyền thông này lưu ý, Mỹ cũng đã cung cấp cho Kiev các loại đạn pháo 155mm có thể tạo ra các bãi mìn tạm thời. Mặc dù về kỹ thuật, các loại đạn con của họ được cho là tự hủy. Một loại vũ khí khác do Mỹ sản xuất được gửi đến Ukraine là mìn chống tăng B-21, loại bom không tự hủy. Tờ báo cho biết thêm, quyết định của Washington cung cấp cho Kiev các loại bom đạn chùm do Mỹ sản xuất được biết là có khả năng phân tán những quả bom không phát nổ, chỉ có thể làm tăng thêm mối nguy hiểm, Washington Post cho hay. Theo một số ước tính, có thể mất 757 năm để dọn sạch tất cả bom mìn chưa nổ nằm rải rác trên khắp đất nước. Ngay cả khi 500 đội giả phá bom mìn được giao nhiệm vụ, từ Washington Post đưa tin, ước tính của Ngân hàng Thế giới cho thấy chi phí của các hoạt động này có thể lên tới 37,4 tỷ đô la chỉ trong 10 năm tới. Theo một báo cáo năm 2023 của Bộ Ngoại giao, cho đến nay, Washington chỉ cam kết khoảng 95 triệu đô la cho các hoạt động giả phá bom mìn ở Ukraine. Hôm 21 tháng 7, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách các vấn đề xây dựng hòa bình và chính trị Rosemary DiCarlo đã cảnh báo Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng những vùng lãnh thổ rộng lớn của Ukraine đã bị bao phủ bởi mìn và bom chùm sẽ tiếp tục gây nguy hiểm cho dân thường trong nhiều năm tới. Đầu tuần này, Đại sứ Nga tại Mỹ Anthony Antonov đã chỉ trích Washington vì đã biến Ukraine thành mồ chôn chất thải gây chết người. Tin tức cuối cùng, Chipo sau bình luận đừng hát nữa, cô không làm ca sĩ đột đầu. Ra mắt trong nhóm nhạc Trung Quốc, Chipo có bước khởi đầu đẹp tiến vào thị trường giải trí Cbiz. Cô đã để lại ấn tượng về sự kiên trì, nỗ lực với khán giả quốc tế lẫn quê nhà, song chưa thể hoàn toàn xóa bỏ những vết nhơ trong quá trình hoạt động nghệ thuật. Chipo đến với thị trường giải trí Hoa ngữ bằng con số 0 khi chưa từng có hoạt động tại Cbiz. Khán giả đất nước tỷ dân cũng chưa tiếp cận với cô. Lần đầu tham gia chương trình giải trí hot của Trung Quốc, nhiều người đánh giá Chipo mạo hiểm bởi đặt cược vào đạp gió 2023 có thể khiến tên tuổi của cô vụt sáng, song đồng thời cũng sẽ kéo cô chìm vào vũng lầy chỉ trích. Bên cạnh đấy, nữ ca sĩ cũng từng tâm sự về con đường nghệ thuật của mình. Chipo đau lòng kể trên sâu chung, 5 năm trước khi tôi trở thành ca sĩ, mọi người đều bảo đừng hát nữa, cô không làm ca sĩ được đâu. Ngay cả bây giờ khi tôi hát, rất nhiều người vẫn nói như vậy. Cô yêu cảm giác đứng trên sân khấu và thấy tự tin thoải mái khi được ở đó. Mọi người ở đây không biết tôi là ai, cũng không biết mọi người trên mạng đang bàn tán tôi như thế nào. Chipo chia sẻ khi có cơ hội tham gia đạp gió và được đón nhận. Ra mắt cùng các nghệ sĩ đạp gió, Chipo hứa hẹn có nhiều hoạt động tại thị trường giải trí đất nước tỷ dân. Hôm 21 tháng 7, trên Weibo cá nhân, Chipo thông báo sẽ hoạt động đồng thời ở cả Trung Quốc và Việt Nam. Trọng tâm công việc của cô là âm nhạc, điện ảnh, truyền hình, kinh doanh, game show. Nếu nhìn nhận dưới góc độ nghệ sĩ giải trí, Chipo đang làm rất tốt những gì bản thân đang có và độ nổi tiếng của mỹ nhân Việt có thể phủ rộng hơn nữa nếu ekip của cô tích cực vạch kế hoạch quảng bá, hình ảnh như thời gian vừa qua. Tin tức trên đã khép lại bản tin cuối ngày hôm nay của chúng tôi. Các sự kiện nổi bật ở nước ta và trên thế giới sẽ được Hoàng Châu Channel cập nhật tại bản tin trưa vào lúc 13 giờ và tin cuối ngày vào lúc 20 giờ. Đừng quên theo dõi để không bỏ lỡ bất kỳ tin tức quan trọng nào. Xin được kính chào và hẹn gặp lại!